Anh về trước nha. Em nhớ ăn trái cây nha. Xuân Nê, có phải em trách anh không? Trách anh chuyện gì? Anh nói bài hát là do anh viết. Xuân Nê, em đừng có giận anh được không? Em không giận anh đâu, vì em biết anh làm vậy nhất định là có nỗi khổ của anh. Anh thật sự rất xin lỗi Xuân Nê. Anh thật sự quá muốn nổi tiếng. Anh xin lỗi em Xuân Nê, tha thứ cho anh nha. Trong thâm tâm của anh đã chửi mắng mình rất là nhiều lần. Được rồi mà, anh làm gì vậy? Em đã nói là không trách anh rồi. Xuân Nê, anh xin hứa với em, anh sẽ không bao giờ phụ lòng của em đâu. Chúng ta là một nhóm nhạc đi. Nhóm nhạc? Đúng vậy, 1+1=2. Như vậy chúng ta sẽ có thể chia sẻ mọi bó hoa và tràng pháo tay, còn có thể san sẻ mọi gian nan. Anh đã nghĩ sẵn tên luôn rồi, đặt là châu chấu trên cùng sợi dây thừng. Anh có thể nghĩ cái tên nào mà người bình thường hay nghĩ không? Xuân Nê, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Uống nhiều rồi đừng có lên cơn ở chỗ mình đó. Ngon thiệt đó. Ba mình vì muốn chúng ta được tâm sự đi với nhau nên đã đeo tai nghe nghe đài rồi đó. Không có dễ đâu nha. Ê, cậu nói có phải mình thất bại lắm không? Không đâu, mình cũng thấy thật mà. Xuân Nê làm cho cậu giận, nó cũng bất đắc dĩ. Mấy đứa nhỏ độ tuổi này vừa mới được nếm thử hương vị của tình yêu, những chuyện khác nó đều không hiểu, nó không biết nên giao lưu với cậu như thế nào. Cậu coi một đứa trẻ cao lớn như nó, còn cao hơn cả mình, nhưng nội tâm vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó hoàn toàn chưa tới lúc được phép độc lập song pha. Nó hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị. Nhiều khi mình muốn đứng ở góc độ của nó cho nó một số lời khuyên, nhưng mình vừa mở miệng nói một cái là nó đáp lại ngay. Mình nói một câu là nó sẵn 10 câu đáp mình. Mình sốt ruột thế nào cũng không còn cách nào khác. Sao nó lại thân với cậu ấy như vậy? Với mình thì chống đối đủ đường. Mình có thể với cậu sao? Mình cư xử với nó như bạn bè. Cậu là mẹ nó, cậu phải quản lý nó. Nhưng con bé bây giờ đang ở trong độ tuổi ương ngạnh, cậu càng quản lý nó càng làm ngược lại. Cậu đó, cậu nên học cách lạc mềm buộc chặt. Con nít độ tuổi mới lớn giống như một con diều, bay lượn trên trời lênh đênh bất định. Cậu cầm đầu sợi dây cũng không thể cầm quá chặt, thả từ từ. Đợi nó trưởng thành rồi, bay xa rồi, cậu còn phải trả lại dây cho nó đó. Mấy đứa nhỏ này thật sự không thể quản lý quá chặt. Những chuyện phụ huynh chúng ta có thể làm chính là yêu nó, bảo vệ nó, đợi tới khi nó bất cẩn bị té ngã mới ở một bên nhẹ nhàng đỡ nó dậy. Nói với nó là cố lên, con nhất định sẽ làm được. Nói chán lắm phải không? Đúng, mình tự phạt nửa ly. Không chán chút nào hết, mình lọt tay hết rồi. Cậu đừng ngẫm trước cả mình đó ha. Để ngăn cậu lại, mình xin cạn ly trước. Mình cũng muốn uống rượu. Nè, cậu uống ít thôi nè. Đợi đã. Không sao, Tư vẫn cười vẫn ổn chứ. Rượu này uống ngon thiệt đó, ngon mà không đau đầu. Giống quảng cáo không? Tinh Tinh đi rồi à? Dạ. Ê, con chép lại làm gì vậy? Định nấu cơm cho Tân Dứng Cừ sao? Con định học rồi sẽ nấu cơm cho ba và Lạc Lạc ăn. Vậy để ba nấu cho rồi.
Chuyện của cậu ta sao rồi? Có kết quả chưa? Chưa có. Ừ. Trễ lắm rồi, ba mau đi ngủ đi. Chúc ba ngủ ngon. À, ngủ ngon. Ngày mai trước giờ cơm, ba sẽ làm thêm vài món, có đem cho cậu ta. Con mà nấu cơm có thể ăn được sao? Cảm ơn ba. Cơ trưởng Tư, chúng tôi làm việc công theo thường lệ. Trong quá trình nếu có mạo phạm, mong anh thứ lỗi. Hiểu mà. Mọi người đều vì công việc, không cần nghĩ tới những chuyện khác. Bắt đầu quay đi. Thưa anh Tư Vấn Cừ và anh Diêu Thuấn Quân, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành điều tra hai vị. Mong hai vị thành thật trả lời vấn đề. Ngày 23 tháng 10, chuyến bay TA-1004 có phải là do hai vị điều khiển lái hay không? Phải. Phải. Chúng tôi đã trích lấy video của khoang điều khiển. Lúc đó anh Tư Vấn Cừ phát hiện động cơ có âm thanh khác thường. Xin hỏi, đó có phải là căn cứ khiến anh quyết định quay lại không? Trước khi động cơ phát ra âm thanh khác thường, tôi nhìn thấy có một vật thể lạ va vào máy bay. Tôi đoán đó là một loài chim. Anh có nhìn thấy vị trí va chạm không? Tôi không thấy. Vậy anh dựa vào đâu mà chắc chắn động cơ có âm thanh khác thường là do bị chìm và phải? Tôi chỉ là trần thuật lại tình huống. Tôi không hề nói là động cơ có âm thanh khác thường là do chìm và phải tạo thành. Thực ra anh hỏi vấn đề này không có chút ý nghĩa. Bởi vì cho dù động cơ phát ra âm thanh khác thường, vì bất cứ lý do gì, tôi cũng đều sẽ quay lại. Anh Tư Vấn Cừ, anh Diêu Thuấn Quân, quay đầu máy bay là quyết định chung của cả hai sao? Không, cơ phó Diêu không hề tham gia ý kiến. Lý do là vì tôi thao tác thông tin, không hề hỏi ý kiến cậu ấy. Anh Tư à, một ngày trước khi anh lái chuyến bay TA-1004, anh đã ở đâu và đã làm những gì? Đây là chuyện riêng của tôi, tôi có thể không trả lời cô. Cô muốn thông qua khía cạnh khác để hỏi trạng thái của tôi khi tôi đang chấp hành nhiệm vụ như thế nào, có đúng không? Tôi có thể vô cùng chắc chắn nói với cô là trạng thái của tôi cực kỳ tốt. Sau khi anh phán đoán động cơ của vấn đề và lái quay trở về xong, tổ vũ cơ đã rất nhiều lần tiến hành kiểm tra máy bay, chắc chắn mọi thứ đều không có vấn đề. Hơn nữa sau đó thì chuyến bay đó đã hoàn thành nhiệm vụ một lần nữa một cách rất thuận lợi. Anh vẫn cảm thấy phán đoán của mình là đúng sao? Được, tôi nói là một lần nữa, tới bây giờ tôi vẫn chắc chắn rằng phán đoán và cách làm của tôi đều không có vấn đề. Tới bây giờ động cơ của chuyến bay TA-1004 vẫn tồn tại tai họa ngầm về an toàn. Nếu sau khi tiến hành kiểm tra dò lỗi có kết quả, sau đó mà động cơ chắc chắn không có vấn đề, thì tôi sẽ chấp nhận mọi xử phạt của công ty. Cho dù như vậy, tôi cũng tin chắc rằng phán đoán và cách làm của tôi đều không có vấn đề. Tại sao chứ? Chuyện liên quan tới tính mạng của mỗi hành khách trên máy bay không thể nào qua loa sơ sài. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Chào mừng quý khách tới nhà hàng Lẩu Chay chúng tôi. Chào mừng quý khách, mời vào thưởng thức. Lẩu chay rất tốt cho sức khỏe. Nè, sao cậu lại mang gì? Trả hàng chứ sao? Trả hàng? Nè, có chuyện gì vậy? Chuyện này là sao? Bên ngoài vẫn còn rất nhiều đó, đều là của đá quý Yalit. Đột nhiên họ muốn trả hàng, không lấy nữa. Đừng vội, đừng giận mà. Để tôi gọi điện thoại hỏi thử ha. Giám đốc Lưu à, có chuyện gì vậy? Là chất lượng có vấn đề hay thức ăn không ngon? Hay mọi người ăn bị đau bụng, sao anh lại trả lại cho tôi vậy? Xin lỗi nghe Nghiêm, dạo này làm ăn không dễ chút nào. Tôi vốn cũng muốn giúp cậu, mà giờ khó khăn quá. Không phải chứ, anh làm ăn không dễ thì cũng đâu phải là do đơn hàng này. Chẳng phải anh lật lọng sao? Hay là thức ăn của tôi đắc tội với anh sao? Alo. Trời. Gần đây công chuyện làm ăn của họ rất tệ. Mỗi lần tôi đem đồ ăn tới đều thấy càng ngày càng ít người tới mua đồ của họ. Đúng vậy, ai cũng khó khăn mà ha. Cậu đi đi, làm việc đi ha, đem đi. Ờ, tôi biết rồi. Ông chủ. Sao? Trả về nhiều phần như vậy phải làm sao đi? Vậy phải làm sao? Bỏ đi cũng không được, như vậy quá lãng phí rồi. Vẫn còn rất nhiều nạn nhân không có cơm ăn. Chúng ta không thể làm gì. Cho cá ăn đi. Cho nhân viên ăn đi. Với cả nhân viên của những nhà hàng khác gần đây nữa. Để cho họ ăn thử. Khách hàng tới đây phát miễn phí luôn. Tặng luôn.
Ông chủ, đá quý Gia Lít là khách hàng lớn của chúng ta. Nếu bây giờ mất đơn hàng của họ thì đơn hàng bữa ăn chay dinh dưỡng của chúng ta sẽ giảm đi một nửa đó. Anh coi còn có thể tiếp tục bán online nữa không? Dũng dĩ cũng là chuyện của mấy tháng thôi. Chúng ta vẫn phải chăm sóc khách hàng cá nhân thì hơn. Đợi những khách hàng có sức khỏe không được tốt, ăn vào một thời gian, sau khi kiểm tra sức khỏe xong mang báo cáo khám sức khỏe về, tự nhiên họ sẽ gia hạn thẻ hội viên của chúng ta. Đừng lo lắng, không sao hết, rồi sẽ qua thôi. Vậy nếu sau này khách hàng của chúng ta chủ yếu chỉ là khách hàng cá nhân không, thì có phải bây giờ mình có thể dùng cách thu hút khách như là phát phiếu ưu đãi cho khách hàng gì đó không? Thật ra cá nhân tôi rất là phản cảm với thứ đó. Tôi cảm thấy rất truyền thống, rất tầm thường. Phương pháp này đúng là hơi truyền thống, nhưng mà hay là chúng ta thử coi sao, đợi sau này có chiêu mới rồi chúng ta lại thử cách khác. Nếu cô muốn kiên trì thì tôi đồng ý. Giờ tôi đi sắp xếp. Vất vả cho cô rồi. Alo, sếp Lưu. Anh Dương à, anh vẫn chưa thanh toán lô nấm hầu thủ đặt lúc sáng. Tôi cũng chỉ kinh doanh nhỏ thôi mà. Tôi hiểu mà, hoàn toàn thông cảm. Là lỗi của tôi, nhưng bên tôi thật sự vẫn chưa quay vòng vốn được. Thật sự xin lỗi anh, gây phiền phức cho anh rồi. Hay vậy đi, anh cho tôi thêm 4 ngày. 4 ngày sau tôi nhất định sẽ chuyển tiền cho anh ngay, được không? Được mà, tôi hiểu. Xin lỗi anh. Nhất định ha. Rồi, chào anh. Anh Mao ơi, sao ồn ào quá vậy? Anh đang hát karaoke hả? Mới sáng sớm mà anh đã hát rồi hay sao vậy? Đúng vậy, không có chuyện gì khác hết. Sếp Âu Dương, sao anh gấp dữ vậy? Gấp lắm luôn. Tôi không xoay vốn nổi nữa rồi. Mau chuyển tiền cho tôi giùm đi. Cứ yên tâm, không có chạy thoát được đâu. Tôi nói với phòng tài vụ, chiều nay chuyển cho anh. Trời ơi, cảm ơn. Bữa nào uống rượu nha. Cứ chơi đi, mau hát đi ha. Alo, bố bối. Khai Phóng, mình sẽ ủng hộ cậu. Hả? Là chuyện gì chứ? Bài Weibo của cậu bình luận và chia sẻ trên mạng thật sự rất là hay. Đúng là phóng viên kỹ thuật xuất cảnh ở đó. Tóm lại mình chia sẻ giúp cậu rồi. Là thật sao hả? Cảm ơn nha. Cà phê đi. Ừ, cảm ơn. Xin chào. Ông xã. Ông xã, xin lỗi anh. Định là hẹn hôm nay đi coi nhà, kết cục em bận tới bây giờ không thể đi được. Bận là chuyện tốt, chứng tỏ quán làm ăn được mà. Còn chuyện coi nhà phải làm sao đi? Ngày mai anh lại không có thời gian. Cứ tiếp tục như vậy hoài, em thấy chắc là không mua được căn nhà. Anh mới phát hiện một thần khí tìm nhà. Phần mềm có thể giả lập coi toàn cảnh nhà thực tế, chẳng khác biệt so với hiện trường hả? Chúng ta có thể không cần đi nữa, phải không? Nguồn nhà này có thật không đó? Em thấy có nhiều người nói thông tin trên mạng đều là giả, khác với hiện trường bên ngoài. Ứng dụng này mạnh ở chỗ nguồn nhà của nó đều là thật hết. Nè, mấy hôm trước anh đã chọn 2 căn, hay là em coi thử đi. Nè, kéo qua như vậy là được. Trên ứng dụng này có phục vụ tu sửa không? Vấn đề tu sửa làm sao anh không nghĩ tới chứ. Trên ứng dụng này có dịch vụ tu sửa, chúng ta có thể tìm người trên đó tu sửa mới luôn. Thật sao? Vậy tốt quá rồi. May mà có ông xã, mấy hôm nay cũng vì vấn đề nhà cửa mà em rầu chết đi được. Vừa nghĩ tới phải coi từng nhà một, đầu em muốn nổ tung luôn. Anh giải quyết việc, em cứ yên tâm đi. Ê, bà xã à, hôm nay vất vả rồi, xoa bóp cho em nghe. Hey. Ở đây. Ở đây nữa hả? Ừ. Ba đang tìm gì vậy? Cần con giúp không? Đồ mà ba tìm con không biết đâu. Không phải ba giấu báu vật gì đó chứ? Báu vật gia truyền không thể giấu ở chỗ con được, thiệt tình. Phải giấu ở dưới quê chứ. Hả? Không phải chứ, có báu vật gia truyền thiệt sao? Con cứ mặc kệ thật hay giả đi ha, dùng tốt là được rồi. Đây là gì vậy? Gương đồng đó. Cái này cho con làm gương soi hả? Vậy thì con không hiểu rồi. Ví dụ như dạo này vận khí không tốt, đem nó treo ở góc tây nam trong nhà, có thể giúp chuyển vận đó.
Chuyển giận cho con sao? Con chuyển giận cũng khá rồi mà. Cái này là cho tư vấn cừ cho cô ấy dùng đi. Nhớ kỹ là cho mượn, nhớ trả đó nghe. Bà làm mấy trò mê tín phong kiến ở chỗ con thì thôi đi, còn làm ở chỗ người ta, không được không được. Hả? Con không đi à? Vậy ba tự đi đưa cho. Đừng ba, con đưa. Con đưa. Ai... Có thời gian vậy lo làm mấy món là được rồi. Cậu thử miếng bánh bao đi. Không ăn, tôi không ăn, tôi không ăn. Nhìn đơn giản vậy nhưng mà ngon lắm. Tôi nhìn cậu ăn. Đừng có nhìn tôi vậy chứ, tôi nổi nóng đó. Bây giờ cậu có thời gian không? Cậu nói đi. Nói vài câu. Nói. Bây giờ cậu chủ yếu dồn tâm sức vào khách hàng doanh nghiệp. Quan hệ vốn liếng đều là của cậu, nguồn khách đều là cậu phải tự dòm ngó. Cậu đã mệt lắm rồi. Hơn nữa, nếu giữa hai chúng ta có xảy ra chút chuyện gì, tiền vốn bị đứt, thì cậu phải làm sao đây? Tôi giải thích cậu nghe. Đầu tiên, thật sự tôi không có dồn hết tâm sức vào khách hàng doanh nghiệp. Tôi còn có khách hàng quen nữa, đúng không? Quán tôi trang trí đẹp như vậy, đồ ăn lại ngon. Thứ hai là mấy người đó đều là bạn của tôi. Trước đây họ kiếm tiền nhờ tôi, tôi đã lên tiếng giúp họ rất nhiều lần, biết bao nhiêu việc ân tình. Họ nhất định phải trả. 10 người có 2 người không trượng nghĩa thì 8 người thôi cũng đủ xài, phải không? Tôi đánh giá rất cao mô hình doanh nghiệp của cậu. Tôi nghe cũng hiểu lúc nãy nguyên tắc mà trước đó cậu nói với tôi. Cậu giữ được khách hàng doanh nghiệp tốt, để nhân viên của họ đều tới đây ăn thử. Cậu hạ giá và đưa ra set ăn dưỡng sinh, thậm chí là lỗ tiền. Sau đó ở trên mạng còn bán mấy thứ như canh dưỡng sinh tùng nhung tiện lợi. Mô hình doanh nghiệp này thành lập, tôi đồng ý. Nhưng mà quảng cáo ở bên ngoài, như quản lý ở nhà bếp vậy, và còn trang web nữa. Bây giờ mọi người đều hay lấy điện thoại để đặt đồ ăn. Mấy cái này đều có người đặt, phải có người quản. Còn quảng cáo bên ngoài cậu cứ cho nhân viên phục vụ đang rảnh, cũng không phải giờ cơm, cứ để họ đi quảng cáo đi, khách lẻ rất quan trọng. Phát tờ rơi ngoài đường lớn hả? Cậu có phiền không? Cậu sợ rớt giá đúng không? Đương nhiên là vậy rớt thì làm giá sao không? Có khách, làm sao kiếm khách? Kiếm khách trên mạng cực kỳ khó. Cậu không quảng cáo bên ngoài, đó mới là cách kiếm khách rẻ nhất. Vậy được, để tôi kêu họ đi quảng cáo. Cậu coi, cậu không được vui rồi kìa. Tôi không vui hồi nào? Rõ ràng là cậu không có vui. Không phải, tôi đang lái xe, đang đi đường ngon lành, đột nhiên chạy tới đường một đống giấy, tôi cũng thấy khó chịu, thấy bực chứ. Tôi không muốn để tiệm tôi thành ra không như vậy. Không phải, vậy tại sao nhất định phải dùng cách này? Cậu cứ... Về kinh doanh tôi cũng được coi như là chuyên gia mà. Bây giờ tôi cũng đang nghĩ cách. Tôi đã mở quán này, tôi biết là quán làm ăn không tốt, tôi sẽ không buông tay đâu. Tôi đã có cách. Bề ngoài thì đúng. Cậu yên tâm đi. Các doanh nghiệp mấy bạn của tôi đều rất ổn định, họ cũng nợ tôi ân tình. Nhưng mà quả thật tôi không chỉ dựa vào họ, không phải hoàn toàn là nhờ họ. Chúng ta cứ chống đỡ đi, tôi đã tính sơ qua rồi. Trong vòng một năm, lợi nhuận chúng ta có thể thu lại. Cậu à, thông minh thì thông minh thật, tự tin cũng đúng là quá tự tin. Đâu có mâu thuẫn đâu, vậy tôi thông minh nên tự tin thôi. Lời tôi nói cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Nghĩ. Nghe không lọt tai cũng không nghĩ. Sao hết. Không, nghe lọt tai mà. 4:30 rồi. Tài Vũ nói 4:30 chuyển tiền mua thức ăn theo đoàn của anh Lưu qua. Đúng, không sai. Nói là 2:00 chiều phải chuyển qua rồi, để tôi hối. Anh Lưu à, vụ gì vậy? Tài Vũ bên tôi sắp tăng ca rồi. Tiền đâu? Gửi qua đi mà. Sao không đặt nữa chứ? Ai không khó khăn? Lúc trước chúng ta đã nói rồi mà. Sao anh có thể như vậy được? Lúc trước khi tôi giúp anh, tôi cũng đâu có nói nhiều đâu. Anh làm vậy thật không đáng tin rồi anh Lưu. Đi ông nội anh đó anh Lưu à. Còn có anh Trương, anh Lý, anh Dương mà, không sao. Anh thiệt phải nói là món bò này của đồng chí Trần Kiến Quốc làm tương đối tốt đó. Vậy anh hãy ăn hết nó đi hả? Anh đã ăn hết rồi. Ôi trời đất ơi. Sao vậy? Nè. Nè, người dẫn chương trình của đài truyền hình tụi em, Lâm Hải, chia sẻ bài Weibo của em. Chỉ mới có một tiếng hơn, anh đoán lượt chia sẻ là bao nhiêu? 50. 5.000. Anh coi. Ôi, nhiều dữ vậy sao? Nè, nhưng mà anh phải nói một câu công bằng nha. Người nổi tiếng đương nhiên là phải có chút tác dụng
Không nhất định, nhưng mà anh thấy bình luận này của em viết rất là trau chuốt và tình cảm. Anh đã coi chưa? Anh vừa coi mà. Người quay đoạn clip này là tôi. Lúc tôi và Lục Thương Vũ cách nhau tầm 2 mét, cái tôi nhìn thấy không chỉ là nước mắt của một bạn trẻ 9X, mà còn nhìn thấy được một trái tim trẻ trung phấn đấu và không chịu khuất phục, giống tôi và bạn năm xưa biết bao. Chúng tôi tới một thành phố xa lạ, bằng lòng dùng hết năng lượng của thanh xuân đốt cháy chính mình, thắp sáng tương lai. Sự thất bại ban đầu vốn không đánh gục được một thanh niên mạnh mẽ. Nếu như lần sau người vô tình gặp được họ là bạn, bạn hãy nhớ là hãy ôm họ một cái, bởi vì người bạn ôm cũng là chính mình của năm xưa. Bài viết này của em thật sự quá là hay. Hay thật sao? Thật đó, những lời thế này cực kỳ lay động người khác, phải nói là rất dễ đi vào lòng người. Anh còn thấy cảm động nè. Em thích nghe anh khen lắm, anh khen nữa đi. Anh khen người ta, thực sự anh không phải là người biết khen. Nhưng trước giờ anh nói đều là sự thật. Tóm lại anh cho rằng người có tài hoa phân làm hai loại. Một loại chỉ là có tài hoa thôi, bề ngoài rất là xấu, không như Âu Dương Nghiêm. Còn một loại nữa là người đó không chỉ có tài hoa mà còn có nhan sắc. Cái này đồng chí Chân Kiến Quốc nặng nặc kêu em đưa cái này cho anh. Đây là vật gia truyền của nhà em. Dặn dò vô cùng kỹ càng, kêu em nhớ là phải treo vật này ở hướng tây nam phòng khách nhà anh. Hey, nói là có thể đổi giận cho anh. Hả? Cái này em biết ngay chắc chắn anh sẽ không chịu. Em cũng không tin cái này. Đây không phải là phong kiến mê tín hay sao? Nhưng mà đồng chí Chân Kiến Quốc không đồng ý, bắt em phải đem tới đây. Em đành phải đem đi. Ông ấy nói em dựa vào cái này để đổi giận. Anh nói coi liệu có khi nào nhờ có nó mà anh mới chuyển tới bên em hay không. Đồng chí Chân Kiến Quốc làm vậy, cái này có phải là cũng là sự thừa nhận? Ông ấy đã thừa nhận anh là con rể của ông ấy. Vậy thì em phải đồng ý mới được. Không lẽ em không đồng ý sao? Anh có biết từ nhỏ tới lớn một nửa trong mơ của em là người như thế nào hay không? Như thế nào? Anh ấy ở đây. Đừng có lấy gương chiếu yêu soi anh nha, anh sẽ hiện nguyên hình đó. Anh ấy tên là Tư Vấn Cừ, rất đẹp trai, kỹ thuật lái máy bay rất tốt. Có anh ấy ở bên em, dù có khó khăn tới đâu cũng không hề gì. Chính anh ấy đã cho em dũng khí, giúp em tiếp tục kiên trì đi tiếp. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em. Con về rồi. Quán lẩu của ba gặp chuyện sao? Quán lẩu của ba đang hot quá trời. Ngày trước hot đâu có như bây giờ. Khi về nhà người nồng nặc mùi rượu, giờ lại thanh tâm quả dục. Chắc là có chuyện gì rồi. Sao con nhạy cảm quá vậy hả? Con đâu phải con nhà đơn thân. Con dạy ba chiêu này nghe. Nói đi. Bây giờ cả nhà chúng ta chỉ có bên chỗ mẹ con là còn được. Hay là ba bàn bạc với mẹ đi. Ba xin nghiêm túc cảnh cáo con, nếu để mẹ con biết chuyện này, con sẽ không có một đồng tiền tiêu vặt nào mãi mãi. Con không nhìn thấy gì hết. Rất tốt. Ba đi tắm đây.
Là ba con kêu con đi phát hả? Còn kêu con tới trường học phát giúp ông ấy có đúng không? Không phải, tự con định đi phát thôi. Con thấy ba lo cho cái nhà này cũng không dễ gì, con tiện tay phát giúp ba thôi mà. Nhiệm vụ của con hiện là học hành, không phải là tiếp thị. Mẹ à, lúc trước khi ba con bận lo làm việc, mẹ trách ba không quan tâm gia đình. Bây giờ mẹ được thăng chức rồi, mẹ đối xử với ba như thế nào? Ăn cơm đi, ăn xong mau chóng đi học. Còn mấy cái này mẹ sẽ xử lý giúp con. Nè, hôm nay tổ điều tra hẹn gặp Phó Kỳ Thịnh và Lỗ Tiêu Minh. Phó Kỳ Thịnh thì không cần phải nói, chắc chắn không nói được câu nào tốt. Còn về Lỗ Tiêu Minh, tôi tiếp xúc không nhiều, không biết anh ta đứng về phía nào nữa. Nghĩ nhiều vậy làm gì? Tôi không tin anh không có nghĩ gì. Nghĩ cũng có ích gì? Có nghĩ thì làm được cái gì? Miệng ở trên mặt người khác mà. Phải, nhưng Phó Kỳ Thịnh đúng là đáng ghét mà. Lúc nào cũng ngấm ngầm chơi anh. Để rồi coi, lần này á, chưa biết bày trò mèo gì đâu. Cậu nhớ cho kỹ, thứ có thể tác động tới kết quả điều tra chỉ có sự thật mà thôi, những cái còn lại đều vô nghĩa. Vậy miệng nhiều người xói mòn chảy cái vàng nghĩa là gì? Có thể bị lời đồn xói mòn thì chắc chắn không phải là vàng thật. Được lắm. Công tác của tổ điều tra không thuận lợi. Đúng vậy, đụng phải xương cứng rồi. Cơ trưởng Tư phiền phức to rồi. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Tôi xin giới thiệu một chút. Mấy vị này là điều tra viên bên phía trụ sở phái tới, phụ trách điều tra vụ TA-1004 quay lại đường băng. Lần này chỉ nói chuyện thoải mái. Hai người biết được chuyện gì cứ trả lời thật lòng. Nếu là chuyện không biết thì cũng đừng có nói lung tung. Bắt đầu đi. Cơ trưởng Lỗ, cơ trưởng Phó, quan hệ giữa hai vị và cơ trưởng Tư thật ra là như thế nào? Có hiểu anh ấy không? Quan hệ giữa tôi và cơ trưởng Tư thì không mấy thân thiết, nhưng tổ chức con người, tổ chức nghiệp vụ của cơ trưởng Tư tôi đều rất rõ. Tôi thì thường đồng nghiệp nhiều năm như vậy, có thể nói là có hiểu biết nhất định về anh ấy. Thường ngày anh ấy có sở thích gì, thời gian rảnh anh ấy thích làm gì? Thường ngày thì cơ trưởng Tư có khá nhiều sở thích, mở tiệc tùng, tụ tập uống rượu. Hơn nữa nhân duyên của cơ trưởng Tư rất là tốt, trượng nghĩa, nhiều bạn bè. Tất nhiên anh ấy cũng rất đẹp trai, bạn gái cũng không ít nữa. Vậy thì vào ngày cơ trưởng Tư lái chuyến bay mã hiệu TA-1004, có hành động bất thường gì hay không? Hành động bất thường hả? Hình như là không có gì bất thường, cũng như thường ngày thôi. Cơ trưởng Tư tố chất cơ thể rất là tốt, lại trẻ tuổi, cho nên là thường ngày khi có nhiệm vụ và không có nhiệm vụ thì ảnh đều thích chơi, hơn nữa chơi tới khuya. Cơ trưởng Phó, theo như tôi biết, anh và cơ trưởng Tư không thân thiết cho lắm. Vậy thường ngày anh ta làm gì, làm sao anh biết được chứ? Đúng là thường ngày chúng tôi ít giao lưu thiệt, nhưng mà các đồng nghiệp nói chuyện với nhau kiểu gì cũng nghe ngóng được một hai câu. Mà ăn đi. Sinh nhật vui vẻ cô em xinh đẹp của chị. Chị Nhã Như à, tuyệt quá. Chị không đó em cũng quên mất tiêu. Em sơ ý quá đó. Ăn ít thôi, ăn nhiều là mập đó nha. Em nghĩ không đâu. Cảm ơn mọi người. Bữa trưa không có thời gian, tới tối em mời mọi người đi ăn. Nói mau đi, mọi người muốn ăn gì em mời. Gà rán chả biết. Tôi muốn ăn lẩu. Được rồi, để tôi coi thử review, coi có quán nào được đánh giá cao, chúng ta đi ăn thử ha. Nè, em đưa cái túi xách cho chị. Dạ. Nếu như mọi người ăn lẩu thì đưa cho chị đó. Thì chị có một chỗ rất hay giới thiệu đây. Nghe nói ăn ngon lắm. Chị còn có voucher ưu đãi nữa nè. Tuyệt quá, cảm ơn chị. Em nghĩ là chị Nhã Như giới thiệu chắc chắn sẽ ngon. Còn chị không cảm đi nha. Chị nhiều nha. Chị có chút việc để lần sau ha. Tất nhiên rồi. Có chuyện gì? Tôi nghe nói kết luận lần này của tổ điều tra bất lợi cho chúng ta. Nếu lần này định nghĩa thành sự cố nghiêm trọng, chúng ta phải dừng bay một năm trời đó.
Rất xin lỗi, liên lụy tới cậu rồi. Trời ơi, anh đừng có nói như vậy, tôi rất tin tưởng anh mà. Hơn nữa, lần này rõ ràng chúng ta không làm gì sai hết. Thời buổi gì vậy? Đời người nhiều khi chính là như vậy đó. Làm sai thì sẽ được nhận thưởng, làm đúng trái lại còn bị phạt. Chuyện đời khó đoán, sẽ có những lúc phải bất lực thôi. Nhưng mà cậu có gì vậy mà thay đổi không? Đi thôi, vẫn còn công việc đang dang dở, nhất định phải để họ tiến hành kiểm tra Borescope. Đi. Sau khi tổ điều tra tiến hành lấy bằng chứng mấy ngày qua, bây giờ công ty cho rằng Tư Vấn Cừ trong quá trình anh ta chấp hành nhiệm vụ, trạng thái tinh thần không tốt, khiến cho quá trình chấp hành nhiệm vụ máy bay phải quay trở lại. Khách hàng bị hoãn chuyến làm cho công ty chịu ảnh hưởng cực lớn. Bây giờ công ty quyết định như sau: cách chức cơ trưởng của Tư Vấn Cừ tạm thời dừng bay 12 tháng, tiêu chuẩn trình độ kỹ thuật hạ xuống M, và đồng thời yêu cầu xin lỗi công khai, sửa chữa sai lầm. Cơ phó Diệu Thuấn Quân vào lúc cơ trưởng cho ra hành động sai lầm đã không có đề xuất cảnh báo nhắc nhở, thao tác đúng đắn, cũng có trách nhiệm nhất định, đồng thời cũng bị tạm dừng bay 12 tháng. Ý kiến xử lý của công ty như vậy, hai người có ý kiến gì không? Tôi không chấp nhận. Tôi không có ý kiến gì về công việc của tổ công tác, nhưng mà tôi không thể chấp nhận kết quả. Đối với một động cơ tồn tại vấn đề an toàn, mọi người không tiến hành kiểm tra Borescope, lại muốn gấp rút truy cứu trách nhiệm, cho công chúng một lời giải thích mà việc động cơ thật sự có vấn đề hay không, mọi người không thèm điều tra. Tôi đây, đối với quy trình điều tra bất hợp lý của công ty, đề xuất thắc mắc. Được rồi, tôi mở rộng tầm mắt thật rồi. Cơ trưởng Tư cả quyết định của cấp trên cũng dám nghi ngờ. Anh thay tôi truyền đạt với cấp trên, khi nào có kết quả kiểm tra Borescope, tất cả mọi hậu quả tôi đều chấp nhận hết. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép đi trước. Tư Vấn Cừ, nè, Tiểu Tư, cậu đó, chờ một chút. Qua kia nói chuyện đi. Nói luôn ở đây đi. Không, cậu có thể. Cậu được cứng đầu như vậy được không? Bao nhiêu người đứng ra xin xỏ mới được kết quả này. Anh hãy tin tôi đi. Tôi tin cậu, nhưng mà vấn đề bây giờ. Anh tin tôi là đủ. Động cơ của cái máy bay này chắc chắn có vấn đề. Mặc dù tôi không biết có thể xảy ra hậu quả như thế nào, nhưng mà vì an toàn tính mạng của vô số hành khách và trách nhiệm trên vai của chúng ta, tôi cầu xin anh hãy phản ánh lại với lãnh đạo giùm tôi trước khi kiểm tra Borescope máy bay là dứt khoát không được bay. Dù sao bây giờ công ty cũng đã đăng tin ra rồi, sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu cũng hiểu dư luận rồi, buộc phải có người hy sinh gì đó mới lắng xuống. Tôi biết rồi, tôi hiểu. Như vậy lúc ngủ cũng không gặp ác mộng nữa. Tiểu Tư. Anh còn biết nấu ăn nữa hả? Anh biết rất là nhiều. Sau này em cần phải phát hiện dần dần. Cơm em nấu khó ăn lắm phải không? Khó ăn bình thường thôi. Hả? Hay là chúng ta mở một nhà hàng đi. Hả? Chúng ta sẽ mở ở ngay cạnh quán lẩu của Nghiêm Nghiêm nha. Ừ. Kết hợp chay mặn, ăn không bị ngán. Chúng ta còn có thể mở thêm một trung tâm đấu kiếm, trung tâm quyền anh, rồi mở một khu nhà ở. Tiêu rồi. Có phải là anh bị Nghiêm Nghiêm tẩy não rồi hay không ha? Toàn nghĩ mới có chuyện dớ dẫn. Đó là kết quả xấu nhất đúng không? Anh đi rửa tay một chút.
Sao vậy anh? Em à, nếu như anh ý của anh là chẳng hạn anh không bay được nữa, liệu em có thất vọng không? Không đâu. Em biết là có rất nhiều người đánh giá không tốt cuộc hôn nhân của chúng ta. Lúc mới đầu em cũng rất muốn chứng minh cho họ thấy. Nhưng sau đó nghĩ lại, tại sao vậy chứ? Em đâu có sống vì ánh nhìn của người khác và nhận xét của người khác. Cảm ơn em, Tô Xuyên. Anh có nhớ giao hẹn của chúng ta trước khi kết hôn không? Chúng ta phải bước tiếp thật vững vàng. Cho dù sau này chúng ta có gặp phải khó khăn gì, hai chúng ta đều phải nhớ tới câu này. Chúng ta nhất định sẽ đi thật xa. Nhất định mà. Phải rồi, em có một món quà muốn tặng anh. Quà sao? Là quà gì? Đưa tay của anh cho em. Em à, em có thai rồi hả? Em có thai thật rồi sao? Nói vậy là anh sắp làm ba rồi. Anh sắp được làm ba rồi có phải không? Anh sắp làm ba rồi. Nhỏ tiếng, nhỏ tiếng thôi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh sắp được làm ba rồi. Sau này không cần biết là con trai hay con gái, cũng sẽ cho nó làm phi công, giống như ba nó, vừa ngầu vừa đẹp trai, lại vừa có trách nhiệm nữa chứ, đúng không? Được, được chứ. Chào quý khách. Chào. Hôm nay là sinh nhật cô, nhà hàng tặng cô hai chai rượu vang làm quà. Quá. Cảm ơn. Mời mọi người cảm dùng. Cảm ơn nhiều. Nhà hàng này tốt quá vậy, còn tặng rượu vang nữa. Đang làm gì vậy? Đang suy tư hả? Tôi lấy cho cậu đồ cho cá ăn nha. Sếp Lưu đã chuyển tiền chưa vậy? Cậu đừng có hối mấy chuyện này nữa. Tôi vẫn đang hối đây. Cứ hối nữa sẽ không ổn đâu. Đều là bạn bè lâu năm mà. Cậu yên tâm không sao đâu. Tính tiền. Lẩu chỗ này ăn cũng được ha. Để tôi coi. Ủa, đây không phải là Lợi Lợi sao? Dạ. Anh rể. Trùng hợp quá vậy. Sao anh lại ở nhà đây? Nhà hàng này là của anh mà. Của anh hả? Hay sao? Có ngon không? Dạ, ngon lắm. Hèn chi mà chị Nhã Như lại gửi phiếu giảm giá ở đây cho tụi em. Quá ra là tư lợi ở đây đó. Mà Phải, nhưng mà cổ gửi phiếu giảm giá cũng không trượng nghĩa. Hả? Sau này em nói với bạn của chị Nhã Như đó là chỉ cần lần đầu tới nhà hàng của anh thì đều sẽ được miễn phí. Wow, miễn phí hả? Trời ơi. Chúng ta đã phát rất nhiều phiếu giảm giá rồi. Nhưng gần đây nhà hàng làm ăn vẫn không tốt. Chủ yếu là ông chủ cứ luôn miễn phí. Chị phải nói chuyện đàng hoàng với anh ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ lỗ sạch đó. Tiểu Trương. Dạ. Tiểu Trương tới đây. Ông chủ. Ngày hôm nay miễn phí cho bạn này. Gói một ít tùng nhung cho mỗi người họ đẹp vậy. Cảm ơn anh rể nha. Cảm ơn anh rể. Nên làm à. Mấy em tiếp tục đi nha. Vậy đi làm việc được, đi nha. Được. Tôi biết cậu muốn nói cái gì. Tôi rất rõ. Tại sao lại miễn phí? Vậy tình hình làm ăn bây giờ, tôi phải ưu ái thực khách một chút, vậy thì họ mới tới và ra ngoài quảng cáo giúp tôi chứ, hơn nữa lại là bạn của Nhã Như. Cách này coi bộ tốt hả? Tôi thấy rất được đó. Rất là bướng bỉnh, rất xứng đáng với cổ đông. Nhà hàng này không phải một mình cậu mở. Trước khi đưa ra quyết định có thể báo trước với tôi không? Cậu mở nhà hàng lâu như vậy không phải? Cậu kinh doanh nhiều như vậy rồi, có kiếm được tiền không? Không có đúng không? Cho nên lần này cậu tin tôi đi. Ý cậu là sao? Công kích tôi à? Mình đang nói cùng một chuyện đừng, sao? Đừng, tôi bực. Không bực. Tôi muốn hỏi cậu đó là trong lòng cậu biết vô cùng rõ cậu là một người như thế nào. Thích sĩ diện chứ gì? Sĩ diện thì cuối cùng sẽ hại cậu. Người ta biết rõ là cậu sĩ diện nên thuận nước đẩy thuyền, cuối cùng không trả tiền. Tiền của sếp Lưu cậu có đòi được không? Bản thân cậu biết rõ hơn ai hết. Nhà hàng này cả hai chúng ta đều lỗ trắng. Đây là quà anh mua cho em và Lạc Lạc hết sao? Đây chỉ là lô đầu tiên. Sau đó anh đã chọn một cái gói từ trong này tặng em. Gói chữ U hả? Nè anh giỏi thiệt đó. Đàn ông các anh chọn quà không phải đều hay gặp khó khăn trong việc lựa chọn sao? Tôi không sao. Không gặp vấn đề này
Tôi chọn quà đều luôn chính xác. Còn lại đều là đồ mới hết. Tại sao không đưa hết cho em? Sợ gây áp lực cho em. Ê, nếu như em có cơ hội tổ chức một chương trình thực tế có tên là Người bạn trai tốt nhất, anh nhất định sẽ đạt giải quán quân hàng năm. Em vẫn muốn quay về đài đúng không? Em biết không, khi một người nói tới việc mà mình đặc biệt yêu thích thì họ đều sẽ có một biểu cảm hơn cả lời nói, có muốn giấu cũng không được. Em vẫn chưa nghĩ xong là có nên quay lại đó hay không. Đôi khi con người cứ làm theo con tim mách bảo là được rồi em, không nghĩ tới kết quả. Đương nhiên anh không biết những kinh nghiệm thất bại của anh có thể giúp được em hay không. Anh làm đúng mà. Đó là do anh có trách nhiệm với hành khách đó. Anh có trách nhiệm với chính mình. Cái tánh có trách nhiệm và sự tự tin của anh là điểm đáng để em học hỏi nhất. Mong là anh được tốt giống như em nói vậy. Anh tốt như vậy mà. Yên tâm. Cứ yên tâm đợi kết quả đi. Nhất định sẽ không sao.